Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Đến thành Capernaum, ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Đang lúc đó, trong hội đường, có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: Hỡi Giêsu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là đấng thánh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: Hãy im đi và ra khỏi người này. Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: Cái chi vậy? Đây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho các thần ô uế, và chúng vâng lệnh người. Danh tiếng người liền đồn ra khắp mọi nơi và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilea. Suy niệm: Nhà ảo thuật lừng danh đã làm biết bao người sửng sốt kinh ngạc vì những màn ảo thuật động trời của ông, làm biến mất tượng nữ thần tự do ở Mỹ, đi xuyên qua vạn lý từ Trường Thành ở Trung Quốc. Dù công chúng không biết nhà ảo thuật đã làm thế nào để mà mắt họ, nhưng chẳng có ai tin rằng ông ta có quyền năng siêu phàm gì, chẳng qua chỉ là khéo sử dụng kỹ xảo và đạo cụ mà thôi. Những người Do Thái nghe Chúa Giêsu giảng dạy thì khác. Họ có phần hiếu kỳ thật đấy, nhưng họ thực sự sửng sốt vì họ cảm nhận được một quyền uy toát ra từ những lời thốt ra từ miệng Ngài. Những lời quyền năng nhưng thấm đầy yêu thương và xác tín về sứ mệnh thiên sai đã dần dần hé lộ thiên tính và sứ vụ cứu thế của Ngài. Mời bạn, bạn vẫn nghe lời Chúa hằng ngày đấy chứ? Thế nhưng, lời Chúa có làm cho bạn ngạc nhiên, sửng sốt và thán phục không? Việc lắng nghe lời Chúa có củng cố niềm tin của bạn vào Chúa Kitô không? Mời bạn chiêm ngắm dung mạo của Chúa Giêsu nơi tin mừng bạn được nghe, được đọc hàng ngày, để nhận ra Đức Giêsu chính là đấng thánh của Thiên Chúa. Sống lời Chúa, suy ngẫm lời Chúa hàng ngày và thường xuyên viếng thánh thể để tiếp nhận lấy nguồn sức mạnh thần linh, ngõ hầu sống tốt đời Kitô hữu của mình. Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con có thể nhận ra được sự hiện diện và quyền năng của Chúa trong đời sống chúng con. Amen.